Sức khỏe của chú khỉ đột bị viêm phổi sau ca sinh mổ hiếm hoi tại vườn thú San Diego hiện đã hồi phục, đủ để xuất viện và ra ngoài dạo chơi cùng mẹ của mình. Đây là ngày đầu tiên nó được ở cạnh mẹ là Imani và chị gái. Chúng tôi cho phép chúng gặp nhau, có vẻ như mọi việc đều ổn, mẹ của chúng đã làm rất tốt. Chú khỉ con này được mổ đẻ vào ngày 13 tháng 3, khi bà mẹ Imani 18 năm tuổi được đưa tới vườn thú San Diego Safari. Nó được các bác sĩ điều trị viêm phổi bằng kháng sinh và các loại thuốc khác và đã thoát khỏi nguy cơ suy phổi. Chú khỉ con nặng 4,6 cân, sinh đủ tháng, thuộc loài khỉ đột đồng bằng Tây Phương đang có nguy cơ tuyệt chủng. Imani theo bản năng của người mẹ đã bảo vệ rất tốt cho con mình, ôm chặt con khi cho ăn thực phẩm và rau xanh. Đây là con khỉ đột thứ 17 được sinh ra tại vườn thú San Diego Safari. Hiện nơi đây đã là nhà của 8 chú khỉ đột, bao gồm cả chú khỉ con mới sinh.